xuân về cùng hội gióng. Gia Lâm rực rỡ ánh cờ hồng, Phù Đồng khai hội theo truyền thông. Cháu con tề tiều mừng núi sông, nén hương trầm dâng lên bệ đa, cuồn cuộn dâng khí đồ thiêng liêng. Ơn đức thánh nhân muôn năm nhớ, bốn cõi yên vui dân ngóng trông. Lễ hội gióng tại xã Phù Đồng, Gia Lâm, Hà Nội gắn liền với tên tuổi của người con trai Phù Đồng, cùng truyền thuyết về một cậu bé lên 3 tuổi vẫn không biết nói biết cười. Khi đất nước bị xâm lăng, bằng sự trợ giúp của dân làng sau bữa cơm thần thánh, 7 nong cơm, 3 nong cà, uống một hơi nước cạn đà khúc sông, đã vươn vai thành tráng sĩ, mặc áo giáp sắt, cầm roi sắt, lên ngựa sắt, dũng mãnh xông thẳng tới quân thù.
tích Thánh Gióng và Hội Gióng là bản anh hùng ca bất diệt, biểu tượng cho sức mạnh và nhân cách con người Việt Nam. Hội Gióng được bảo tồn, truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác suốt cả ngàn năm qua như một phần bản sắc cộng đồng, chứa đựng những sáng tạo mang tầm nhân loại, thể hiện khát vọng về một cuộc sống thịnh vượng cho mỗi gia đình, về một nền hòa bình cho đất nước Việt Nam yêu quý. Thank you.
trải bao gian khó vươn tầm tương lai, quê hương dập bóng cờ bay. Tình dân nghĩa đảng rạng ngời sắt son, chàng sóng dũng mãnh oai phong. Chàng sóng dũng mãnh oai phong, diệt quân cướp nước giặc ân bao tàn. Đây bóng dáng đây chàng sóng đang bay về cùng mùa xuân tới. Thấp thoáng thoáng đây chàng sóng đang bay về cùng mùa xuân ngời. Tự hào mảnh đất xa lần, bao la bát ngát muôn phần đẹp tươi, sáng trong ánh mắt nụ cười, quê hương ta đó sáng ngời niềm tin. Xin phép quý thanh mẫu phố đội chỉ cho cả nhà con cháu họ hàng nội ngoại đôi loi ba đời quân bên nội ngoại được xong khi Hà Nội từ nay đến lúc này người đại tạ xin phụ cho con cháu đi làm lễ làm lãnh ông vai cụ tướng được thông đồng bên dọn thuận buồm xuôi gió vạn sự như ý vạn sự bình an. Thank you.
xưa thuộc vùng Kinh Bắc, hội quê tôi đặc sắc vô cùng. Câu quan họ ứ trao duyên, lang phu đồng thân thương. Phu đồng ơi, phu đồng, nhớ xưa mẹ ướm chân, sinh ra chàng thanh gióng, vươn mình bỗng lớn dậy, nhổ che ngờ đánh giặc. Vui che ngờ còn đó, dấu chân ngựa còn đây, y
Chừng đôi vũ đầy. Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nổi dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi con tạc vào xứ xa. Trang sử vàng nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiền con cháu là không tự hào hai tiếng Việt Nam. Người đi ra nơi biển
quanh. Nào ta hát khúc hát lạc hồng, làm muôn cánh chim bay dập biển đông. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên, viết thêm trang sử vàng. Nào ta số lượng di tích đồ sộ. Trong những năm qua, huyện Gia Lâm đã không ngừng đầu tư tu bổ, làm tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân Gia Lâm, Hà Nội. Trong hội gióng, hát múa ải lao là một nghi thức không thể thiếu, không chỉ độc đáo bởi nhịp điệu, lối hát. Hát múa ải lao còn mang ý nghĩa tâm linh. Lời ca của ải lao không chỉ thể hiện sự tôn kính và cảm tạ Đức Thánh Gióng, mà còn tạo nên không khí vui tươi trong một lễ hội trang nghiêm với nhiều nghi lễ. Điệu múa của phường ải lao tượng trưng cho đội quân tổng hợp đã đoàn kết một lòng vùng lên đánh thắng kẻ thù xâm lược, với dàn vai diễn các cung hiệu. Hiệu cờ tượng trưng Thánh Gióng, hiệu trống, hiệu chiêng, hệ thống tướng lĩnh, phù giá, ông hổ, các bộ tướng tượng trưng các đạo quân xâm lược. Đạo cụ, y phục, mỗi một chương mục, mỗi một vai diễn đều chứa đựng những ý nghĩa hết sức sâu sắc. Rước khám đường là trinh sát giặc, rước nước là để tôi luyện khí giới trước khi xuất quân, rước đống đàm là đi đàm phán kêu gọi hòa bình, rước trận soi bia là mô phỏng cách điệu trận đánh ác liệt. Hội gióng, một kịch trường dân gian rộng lớn, mang tính biểu tượng nghệ thuật độc đáo và đặc sắc, tích hợp hàng loạt giá trị văn hóa tiêu biểu, tạo nên sức hấp dẫn và cuốn hút. Hội gióng là hiện tượng văn hóa được bảo tồn, lưu truyền liên tục và toàn vẹn qua nhiều thế hệ, luôn giữ vị trí quan trọng trong việc phát triển du lịch của huyện Gia Lâm, là tiêu điểm để xây dựng các tour, tuyến du lịch, kết nối với các khu, điểm du lịch trên địa bàn toàn huyện.
Vương Bảo Nhi của mình đang cầm cờ trắng đi về dinh. Đây là bố của cô tướng này. Đó, cô tướng. Cô tướng Vương Bảo Nhi của mình quay ra đây nhá. Đó, sau đó là cô tướng Vương Quý Đạo. Đây là cuối cùng. Chúc bạn. Thank you.
dùng tự nhiên đi. Thank you.